Mến chào quý anh chị khách hàng đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Quận 12. Hôm nay Phúc có mặt tại ngõ Tư Ga, phường Thịnh Xuân, quận 12 để chào bán cho quý anh chị một căn nhà chủ cũng vừa mới gửi cho Phúc. Căn nhà của chúng ta là một trệt một lầu, có diện tích là ngang 3 và chiều sâu là 6, được chủ gửi bán với giá là 1.250.000.000. Nhà thì được xây dựng trên đất thổ cư 100%, nên quý anh chị cứ yên tâm. Nhà của chúng ta thì có một phòng khách với lại một kệ bếp nhỏ, một nhà vệ sinh và một phòng ngủ ở phía trên lầu. Phía trên lầu chúng ta cũng có một nhà vệ sinh và chủ bán cho chúng ta là bán công chứng vi bằng. Từ vị trí căn nhà của chúng ta ra ngõ Tư Ga khoảng 300-400m và về Gò Vấp khoảng 2 km. Căn nhà của chúng ta chỉ có giá hơn 1 tỷ, rất là phù hợp với những cặp vợ chồng muốn ra riêng để cho mình có một cái không gian riêng, rất là phù hợp. Nhà thì được xây dựng trên đất thổ cư nên quý vị cứ yên tâm. Và bây giờ chúng ta sẽ lên phòng ngủ để tham quan phòng ngủ. Trên phòng ngủ chúng ta cũng có một nhà vệ sinh. Nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì hãy điện thoại cho Phúc theo số điện thoại trên màn hình để xem trực tiếp căn nhà và nói chuyện trực tiếp với chủ và đưa ra cái giá mà mình mong muốn. Phía trước nhà chúng ta cũng có một cái ban công nhỏ đưa ra ngoài. Xung quanh dân thì ở rất là đông. Đường thì khoảng 3m. Video review căn nhà diện tích 36 bán 1.250.000.000 của em đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh để nhận được những sản phẩm bất động sản ở quận 12. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý khán giả.